thử Mitsubishi Outlander mới trên trường đua tại Việt Nam. Không gì thú vị hơn khi bạn được trải nghiệm một mẫu xe hoàn toàn mới trên một đường đua chuyên nghiệp ngay sau khi sản phẩm vừa ra mắt. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng Việt mẫu Mitsubishi Outlander hoàn toàn mới. Khác với các hãng xe đang có mặt tại Việt Nam thường giới thiệu xe mới tại những khách sạn sang trọng bậc nhất, những không gian khép kín, Mitsubishi lại cất công đưa các nhà báo, phóng viên xuống tận trường đua Happyland bên bờ sông Vàm Cỏ Đông ở Long An để ra mắt xe. Chào các bạn, tôi đang có mặt tại Happyland, trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam để tham dự buổi lái thử xe Outlander hoàn toàn mới của Mitsubishi. Có thể nói, đây là sự kiện được tổ chức rất là bài bản và chuyên nghiệp khi người lái thử được trải nghiệm trên cả đường on-road và off-road. Và quả thực, 50 nhà báo, phóng viên và khách hàng đến tham dự lấy giới thiệu xe đã được chia làm nhiều nhóm lần lượt trải nghiệm nóng hổi Mitsubishi Outlander hoàn toàn mới. Nếu như on-road là một lắp đường nhựa dài hơn 1 cây số với các bài tăng tốc, sử dụng lẫy chuyển số qua các khúc cua, chạy slalom, thử độ cân bằng hay thử phanh ABS, thì off-road là những con dốc nhân tạo, những khúc quanh gấp, những địa hình bùn lầy và đá sỏi. Với sơ đồ chạy và địa hình đường thử được xây dựng chuyên nghiệp, Mitsubishi đã đem đến cho người lái thử một thứ cảm xúc rất phấn khích. Việc tham gia lái thử một mẫu xe ngay sau khi nó vừa ra mắt đúng là một cơ hội ít có của giới truyền thông và khách hàng. Cũng qua đó, lần lượt những tính năng nổi bật nhất trong vận hành của Outlander được khách hàng, báo giới tự cảm nhận và đánh giá. Cái xe này nó rất là cái độ cân bằng rất là ổn định, rất là tốt qua những cái đường trơn trượt, rất là xử lý rất là hay. Outlander mới chạy rất là tuyệt vời. Những cái dòng xích sắt á thì nó rất là êm, khi mà mình có đổi chân ga hay thế thì đều tuyệt vời. Dù lượng khách đến tham dự buổi ra mắt Mitsubishi Outlander hoàn toàn mới khá đông, nhưng nhờ được tổ chức một cách bài bản và khoa học, tôi cũng không phải chờ quá lâu để được ngồi trong chiếc xe mới và lái thử. Chiếc xe mà tôi đang cầm lái là phiên bản Outlander 2.4 CVT. Việc Mitsubishi trang bị cho Outlander mới hộp số CVT khiến chiếc xe tăng tốc nhanh, hộp số chuyển mượt mà. Thêm vào đó, những cải tiến về động cơ cũng khiến tiếng ồn lọt vào khoang xe rất ít ở quãng đường thẳng. Điều khiển Outlander qua nhiều khúc cua gấp bằng lẫy chuyển số khiến tôi rất phấn khích. Có cảm giác như mình đang điều khiển một chiếc xe thể thao trên đường đua. Chưa hết những khúc cua, người lái thử sẽ tiếp tục được trải nghiệm khả năng đánh lái nhanh và sự ổn định của thân xe khi qua đoạn đường rích rắc. Tại đây, vô lăng phản ứng rất nhanh theo ý người lái, thân xe không hề bị lệch khỏi quỹ đạo. Sau khi chạy thử Outlander trên đường on-road, tôi tiếp tục được hướng dẫn và trải nghiệm chiếc xe mới nhà Mitsubishi trên đường off-road. Và đây mới là đường chạy có nhiều điều để nói về tính năng vận hành của Outlander. Vừa xuất phát, hầu hết người lái thử sẽ bị ngợp khi Mitsubishi bố trí một con dốc nhân tạo khá cao để đo tâm lý. Lên đến hàng dốc, tôi mới nhớ mình vẫn đang để xe vận hành ở chế độ một cầu trước. Chiếc xe nhanh chóng bị trôi ngược. Bình tĩnh chuyển sang chế độ AVKC, chế độ kiểm soát tất cả các bánh xe. Leo dốc lần thứ hai, xe dễ dàng vượt qua dốc. Sau con dốc cao là những khúc cua trái phải liên tục. Nếu đánh lái gấp hoặc nhấn chân ga đột ngột, những chiếc xe thông thường chắc sẽ văng khỏi giới hạn đường. Nhưng với Outlander mới thì khác. Nhờ được trang bị hệ thống cân bằng điện tử Active Stability Control ASC, xe dễ dàng vượt qua các thử thách. Bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt, hệ thống ASC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điều kiện trơn trượt, hạn chế tối đa tình trạng mất kiểm soát lái. Tôi kết thúc buổi sáng lái thử xe Outlander đầy thú vị bằng việc đăng ký ngồi bên cạnh tay lái Hiroshi Matsuoka, đi qua lần lượt hai bài thử on-road và off-road mà mình vừa trực tiếp trải nghiệm. Có ngồi cạnh mới hiểu được lý do tại sao ông Matsuoka lại giành tới 2 chiếc vô địch giải đua Dakar Rally. Chiếc xe nhất nghe lời tay lái giả một cách ngoan ngoãn với tốc độ cao. Và cũng có ngồi cạnh mới hiểu vì sao tay đua lừng danh này lại chọn xe Mitsubishi làm người bạn đồng hành để vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất.